Sau này có cả Elsa Sam à? Sam à? Có phải không? À nào, trả lời chú không được tay ngồi mũi. Ai dám cho đây? Thưa các bác, vừa rồi thì cháu Lực cũng đã cùng anh Phong là hoàn thiện xong cái hợp đồng để mà xây nhà rồi các bác. Có lẽ là cháu Lực xin phép là thông qua cho tất cả cô bác anh chị là cùng hợp đồng xây nhà ngày 26 tháng 5, 2024. Tôi tên là Lý Văn Lực. Hôm nay tôi với anh Lý Văn Phòng có làm một bản hợp đồng xây nhà cho hai ông cháu. Hôm nay em chơi toàn tiền lẻ thôi anh nhé. 1, 2, 3, 4, 5. Đây là 5 triệu này. À, 1 triệu. 1 triệu này. 1, 2, 3, 4, 5. 2 triệu. 1, 2, 3, 4, 5. Đủ anh. Đủ rồi, không thiếu tờ nào đúng không anh? Không thiếu và không thừa. Đấy, thế thì anh em, bây giờ thì anh là người nhận công trình anh nhá. Bây giờ mà nếu mà ai vi phạm hợp đồng thì anh em mình cứ như thế theo quy định của pháp luật mà làm anh nhá. Rồi. Anh em mình cứ tra cứu thôi. Đấy, bắt tay một cái anh. Đấy. Hôm nay là Mạnh ở nhà làm gì? Chơi. Ở nhà chơi thôi à? Ừ. Thế hôm nay có đào điểm nhà không? Đào. Mạnh, một mình Mạnh khác đào à? Không. Ông nữa à? Không. Ồ. Cháu Lực xin kính chào quý ông bà, con chú, anh chị. Chào mừng quý ông bà, con chú, anh chị đã quay trở lại nội dung mới trên kênh Bản Em. Một ngày mới chúc tất cả quý ông bà, con chú, anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. À, thưa các bác, hôm nay cháu Lực lại tiếp tục đi xuống nền nhà của hai ông cháu của bác ạ. Và ngày hôm nay xuống thì cháu Lực cũng có gọi thêm cái anh mà nhận làm công trình với các bác để mà đi xuống làm một cái hợp đồng và chuẩn bị vào làm nhà của hai ông cháu của bác ạ. Rất là cảm ơn các bác trong thời gian qua đã luôn luôn ủng hộ tới cháu Lực. Cháu Lực cũng biết rằng là có một số khán giả và một số các bác ở trên kênh rất là mong muốn để mà cho hai ông cháu đi ra ngoài đường lớn để ở ấy. Nhưng mà thưa các bác, cháu Lực cũng đã đi tìm đất ở bên ngoài khá là nhiều lần rồi. Và người ta bán cho cháu Lực thì những cái chỗ rất là dốc mà giá cũng rất là cao rồi. Thành ra là cháu Lực không có thể mà mua được. Bây giờ thì kinh phí làm nhà thì còn chưa có đủ các bác ạ. Cho nên là nếu mà đi ra ngoài mua đất ấy, chỉ là mua được đất thôi. Cháu Lực không có đủ tiền để mà làm nhà nữa. Đấy, và cũng quyết định là chọn chính cái mảnh đất của nhà ông cháu để mà làm nhà. Đấy, tuy nhiên thì để mà làm nhà ở đây thì nó cũng đánh đổi mình phải vận chuyển vật liệu khá là xa. Ở đây thì cái phần công thợ này có bác này là cả vận chuyển vật liệu nữa thì người ta lấy là 60 triệu. Lúc đầu thì người ta là lấy 70 triệu ấy, trong khi giảm thêm mấy ngày cháu Lực nói lại thì là mấy anh em thợ cũng giảm xuống cho cháu Lực là 10 triệu. Và cháu Lực xé cả công thợ, cả vận chuyển vật liệu nữa thì sẽ là 60 triệu đồng cô bác nhá. Đấy, trong thời gian tới thì khi mà đi vào làm nhà hai ông cháu đấy, phần kinh phí thì vẫn còn thiếu. Cháu Lực rất là mong sẽ được phần trợ duyên của các bác giúp đỡ cho cháu Lực để mà cháu Lực hoàn thiện cho hai ông cháu một cái ngôi nhà che nắng che mưa ở đây cô bác nhá. Mạnh có muốn làm nhà ở đây không? Muốn à? Nếu mà làm nhà ở đây cho Mạnh với lại ông sau này là Mạnh lớn lên rồi, Mạnh biết kiếm tiền rồi thì Mạnh muốn đi ra ngoài ở thì lúc đấy thì Mạnh tự đi mua nhá. Rồi vâng. Trẻ con của bác ạ vẫn gọi là không có biết gì đâu, nhưng mà mình cứ gieo hy vọng đi, gieo hy vọng lớn để sau này Mạnh để em ấy đi ra ngoài kiếm được đồng tiền rồi thì sẽ đưa ông là đi ra ngoài ở sau. Còn là thí dụ như bây giờ thì cái cuộc sống hiện tại của ông các bác thì ông cũng chỉ gọi là làm những công việc chân tay thôi, cho nên là có thể là ở đây còn là chăn lợn này, chăn gà, chăn vịt được cô bác ạ. Nếu như sau này các bác trợ duyên giúp đỡ cho gia súc gia cầm của bác. Hôm nay thì ông có đào một tí nào không ông? Chưa đào tí nào. Chưa đào à? Và ông gửi một lời chào tới các bác không? Xin chào các chị các bác nhá. Vừa rồi anh thợ chưa xuống đây không? Xuống rồi, hôm nay xuống bảo đi tìm đường, xem đường. À.
Tâm đường đấy sẽ chở cát về đấy. À, chở cát đúng không? Vận chuyển vật liệu ấy đúng không? Đấy, và đến chiều tối đây các bác, thì là như ở video trước thì cháu được cùng đá là đáng lẽ là hoàn thiện xong cái phần ngôi nhà rồi đấy, nhưng mà tuy nhiên là ông cũng có gọi thầy về xem hướng cửa làm nhà ấy, để cho làm sao mà hướng cửa nó đẹp nhất có thể. Đấy, cũng rất là mong các bác sẽ như là gọi là đừng có góp ý như ý kiến gọi là mê tín gì đấy các bác. Không biết là ở dưới xuôi các bác có xem hướng cửa như ở trên vùng cao không? Ở trên vùng cao thì hầu như là ai ai làm nhà cũng đều là xem hướng cửa của nó để xem là đi có được không. Đây là đội mũ đẹp đấy nhờ. Ở đây thì đáng lẽ là hôm nọ là đào được rồi đấy các bác ạ. Nhưng mà sau khi mà ông xem hướng cửa lại thì sẽ lại tiếp tục là đào vào thêm một chút này. Hôm nay ông đi đâu không đào được đấy ông? Lúc đấy hay anh thử nó về chơi một tí nữa. À. Ông bây giờ đi lấy sắn một tí cỏ về. Thế là vừa đi lấy cỏ về đúng không? Vâng. Thế là mấy anh thợ là cũng ra đến đây rồi đúng không? Vâng. Vâng. Thử nó về nó bảo đi. Vâng. Mua mấy tươi gì đấy. Mấy tươi đúng không? Vâng. Đúng rồi. Hôm nay thì như cô bác đợt trước thì cháu Lực cũng đã lộ cái bản vẽ cho cô bác biết rồi. Thì cái ngôi nhà của hai ông cháu của bác nhá, thì là cháu Lực sẽ làm nó cao lên chứ không là làm sát nữa. Sau này nếu mà muốn vào nhà của ông ấy thì nó phải cao đến tầm đến đây được không ạ? Đấy, tầm đây nó có bậc thang lên. Tầm đây sẽ có 3 bậc thang lên nhà. Ôi ôi, cái gì đây? Xem nào. Chú xem nào. Sau này có cả Elsa Summer. Summer. Có phải không? À nào, trả lời chú không được tay ngồi mũi. Ai ai dán cho đây? Hả? Ai dán cho? Không dám nói rồi, đi xóa ngay đi. Đây cô bác bảo đi xóa ngay nhưng mà lấy tay vặn vặn ra. Đi lấy nước rửa đi, không là chặt tay nữa bây giờ ấy. Nha. Đi lấy nước rửa đi. Đi. Đấy. Đi ra kia lấy nước rửa kìa, rửa tay đi. Không là chặt tay bây giờ ấy. Đôi lúc là phải gọi là dọa một chú một chút cô bác ạ, chứ không là không có nghe đâu. Đấy, rửa ra đi, xem rửa được ra không. Đấy, bây giờ thì ở đây là sẽ đợi anh thợ về một chút cô bác. À đây, anh thợ về rồi. Hôm nay có một mình anh xuống này anh Phong. À, hôm nay anh xem đường chở vật liệu thế nào. Chắc là hơi khó khăn đấy nhở. Hôm nay nhà anh cuốc bờ à? Vâng. Thưa các bác, hôm nay cũng gọi là cái nét bút đầu tiên để mà khởi công cho ngôi nhà của hai ông cháu thôi. Hôm nay thì anh em mình sẽ làm hợp đồng trước anh nhé. Làm hợp đồng trước thì như ở mấy cái lần trước thì anh em mình cũng đã nói chuyện rồi. Đấy, như thế nào thì anh em mình cũng đã thống nhất với nhau rồi. Đấy, tuy nhiên thì làm cái gì nó cũng phải là có gọi là giấy trắng mực đen một chút. Đấy, nhà anh à? Đúng rồi. Đấy, mặc dù thì anh em mình gọi là ai cũng đều người con ở trên vùng cao hết cả. Tính thì anh em mình cũng đã hiểu nhau rồi. Độ tin tưởng anh em mình cũng đã quá là tin tưởng rồi đấy. Nhưng mà thật sự ra em cũng... cái này thì căn nhà này thì em cũng gọi là kêu gọi được các mạnh thường quân ở trên trong nước và ngoài nước là giúp đỡ tới hai ông cháu. Cho nên là em muốn làm hợp đồng với anh nhá. Đây, ông thì hiện tại là đang ra kia để mà lấy rau lợn rồi các bác. Thì cháu Lực sẽ cùng anh Phòng để mà làm hợp đồng trước. Rồi một tí thì sẽ đưa cái hợp đồng này để sẽ đi in ra phòng photo. Một cái thì sẽ cho ông, một cái thì có thể là cho cháu Lực cầm. Còn một cái thì sẽ để cho anh Phòng. Anh Phòng thì anh sẽ là người mà nhận công trình làm nhà cho ba ông cháu của bác nhá. Thì em bây giờ em xin được phép là đặt cái nét bút đầu tiên anh nhá. Anh em mình cùng gọi là cùng đưa cái gọi là những ý kiến ra cùng viết một chút đây nhá. Đấy, để mà gọi là làm hợp đồng đấy thì cháu Lực cũng chỉ làm cái ngôi nhà ở trên nhà của em Sử cũng như là ba cháu đưa anh. Trước khi đi vào làm thì anh có thể là giới thiệu bản thân của anh một chút cho các bác ở trên kênh cũng biết không anh? Xin chào mọi người nhá, mình tên là Phòng.
mình sẽ trực tiếp là mình sẽ thi công để làm cho ngôi nhà cho hai ông cháu. Anh thì chắc là vợ con cũng hết rồi nhỉ? Anh à? Anh thì hai con. Tức là tính ra là anh năm nay là hai mấy tuổi? Anh năm nay 27. 27 rồi à? Ừ. Thế anh hơn em 3 tuổi rồi. Hơn em 3 tuổi, em 24. Anh lấy vợ sớm nhỉ? Anh lấy vợ từ năm bao nhiêu? Anh lấy vợ này, năm nay năm thứ mấy nhỉ? Thứ 3, thứ 4 đấy đâu. Năm thứ 3 à? Ừ. Anh bây giờ có mấy cháu à? Một thôi. Một cháu rồi. Con được 2 tuổi. 2 tuổi rồi à? Ừ. Vâng. Thế anh cũng kết hôn khá là muộn thôi nhỉ? Tại bây giờ thì em xin phép là làm cái hợp đồng ấy nhá. Trước tiên là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa nhỉ? Khi vật liệu vào tôi ly văn lực sẽ đưa thêm anh ly văn phòng 25 triệu. Đấy, sau khi hoàn thiện nhà chỗ ở các bạn nào vật liệu vào ấy thì vật liệu vào là gửi trước lại 25 triệu rồi. Ừ, đúng rồi. Đúng không? Là bản đây tàu mới tốt, còn lại thì mới... Nước mi cỡ nổ. 25 triệu, 30. Nước mi 30 triệu đúng không? Sau khi hoàn thiện nhà sẽ nhận nốt số tiền còn lại. Đúng không? Tham bản đào. À, sau khi... Xây phần tô lên là anh nhận còn 25 triệu đúng không? Ừ. Xây... Là anh phần lấy 15 triệu còn thô 10 triệu là hoàn thành lên là lấy sẽ lấy thêm 15 triệu sau khi
hoàn thiện ngôi nhà, sẽ ngôi nhà tôi sẽ thanh toán hết cho anh Lý Văn Phòng. Đấy, như này thì anh ok chưa? Ok đúng không? Trong hai bên nếu ai là người phá hợp đồng thì sẽ theo quy định của pháp luật mà người làm hợp đồng. Thưa các bác, vừa rồi thì cháu Lực cũng đã cùng anh Phong là hoàn thiện xong cái hợp đồng để mà xây nhà rồi các bác. Có lẽ là cháu Lực xin phép là thông qua cho tất cả cô bác anh chị là cùng biết một chút về cái phần cộng hòa với lại độc lập, thì cháu Lực sẽ không có đọc cô bác nhá, sợ là sẽ ảnh hưởng là chính sách ở trên YouTube này. Lực sẽ đọc từ hợp đồng xây nhà lên. Hợp đồng xây nhà ngày 26 tháng 5 2024. Tôi tên là Lý Văn Lực. Hôm nay tôi với anh Lý Văn Phòng có làm một bản hợp đồng xây nhà cho hai ông cháu với nội dung như sau: với diện tích ngôi nhà bao gồm cả vận chuyển vật liệu đến nhà, đến nền nhà của hai ông cháu. Ngôi nhà bao gồm hai phòng ngủ, một phòng khách, một phòng bếp và một nhà vệ sinh cộng với lại nhà tắm. Tôi với anh Lý Văn Phòng sẽ làm theo như bản vẽ tôi đã đưa ra, làm hợp đồng trả trước cho anh Phòng là 5 triệu. Tôi đã gửi anh Lý Văn Phòng khi vật liệu vào, tôi Lý Văn Lực sẽ đưa thêm anh Lý Văn Phòng là 25 triệu. Xây phần thô lên, tôi sẽ tiếp tục đưa thêm anh Phòng, và sau khi mà hoàn thiện ngôi nhà, tôi sẽ thanh toán hết cho anh Lý Văn Phòng. Trong hai bên, nếu ai có vi phạm hợp đồng thì sẽ theo quy định của pháp luật. Người làm hợp đồng Lực, Lý Văn Lực. Đấy thì anh xem là cái hợp đồng như vậy thì đã ok chưa? Đấy, nếu mà được thì anh em sẽ gửi anh là 5 triệu trước, coi như là hợp đồng anh em mình đã làm. Hôm nay em chơi toàn tiền lẻ thôi anh nhé. 1, 2, 3, 4, 5. Đây là 5 triệu này. À, 1 triệu. 1 triệu này. 1, 2, 3, 4, 5. 2 triệu. 1, 2, 3, 4, 5. 3 triệu này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 4 triệu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Đấy, bây giờ thì anh đếm lại đi. Đếm lại xem là đã đủ chưa. Nếu mà đủ thì anh em mình đi vào làm hợp đồng anh nhé. Không thiếu tờ nào đúng không anh? Không thiếu và không thừa. Đấy, thế thì anh em, bây giờ thì anh là người nhận công trình anh nhá. Đấy, người nhận công trình thì coi như là anh ký vào đây. Xong là
Nếu mà anh muốn hợp đồng anh cầm một bản, em cầm một bản cũng được. Đây, anh em mình phải đi photo ra. Cái này thì còn... chắc cũng không cần đâu, anh chụp vào trong điện thoại cũng được đúng không? Vâng, thế anh chụp cũng được. Gọi là anh em mình thì đã tin tưởng nhau rồi. Thế nhưng mà... anh em mình đã tin tưởng rồi đúng không? Vâng. Tin tưởng thì không cần phải có photo đâu. Vâng, thế thì anh chụp lại nhá. Ừ. Thế thì em sẽ cầm cái bảng này đi nhá. Ừ, rồi. Vâng. Chứ to màu lớp 3 nữa. Đây, đây vào. Đây. Chữ ký mực đen đấy thôi. Thế thì bây giờ mà nếu mà ai vi phạm hợp đồng thì anh em mình cứ như thế theo quy định của pháp luật mà làm anh nhá. Rồi. Anh em mình cứ tra cứu thôi. Đây, ai bắt tay một cái anh. Sức khỏe em nhá. Rồi, sức khỏe anh. Anh em mình sớm hoàn thiện công trình này. Nếu mà thí dụ như sau này em mà có thấy có thêm công trình khác đấy, thì là anh em mình vẫn lại tiếp tục là hợp tác với nhau. Thế mà anh em mình cũng gọi là lần đầu tiên làm việc với nhau, cho nên là nếu mà để mà mức độ mà tin tưởng thì thật sự ra anh cũng không tin tưởng em quá và em không tin tưởng anh quá. Đấy gọi là 50-50 đúng không? Đúng rồi. Đấy, nhưng mà... anh em mình lần này làm lần đầu đúng tiên rồi. Đúng không? Rồi. Đấy, thưa các bác, hôm nay thì cháu Lực cũng đã hoàn thiện xong là cái phần là cái nét bút đầu tiên và làm cái hợp đồng cho anh Phong rồi. Nhưng mà cái công trình này là em anh cho em hỏi ngoài lề một chút là một mình anh nhận hay là có cả thêm anh hôm trước vào nữa? Có cả thêm anh hôm nọ vào. Có thêm anh vào nọ vào. Ừ, hai người. Nhưng mà anh thì theo anh thì cho em hỏi thêm, nếu mà để mà cái công trình anh đi làm công trình như này thì từ trước lúc đầu mà mới vào thì anh là làm cái gì? Công trình nào? Gọi là mới đầu anh đi làm cái công gọi là như xây dựng này thì là anh làm công việc gì đầu tiên nhất? À, đầu tiên nhất là anh bắt đầu từ đi phụ xây. Cô say à? Đúng rồi. Thế là sau bao nhiêu năm cố gắng thì lên làm thợ chính được? Anh phải mất 2-3 năm thì anh mới dám lên để mà nhận. Để dám lên mà nhận công trình đúng không? Đúng rồi. Hay như anh thì cho em hỏi thì anh đã từng nhận gọi là tầm bao nhiêu công trình, anh có nhớ được không? Anh cũng khá nhiều đấy. Khá nhiều, gọi là đến nỗi không nhớ đúng không? Đó. Thế thì hôm nay anh em mình thế nhá. Đấy, bây giờ hiện tại là cũng khá là muộn rồi cô bác ạ. Bây giờ thì 18 giờ là 38 phút rồi. Một ban ngày thì thực sự ra anh Phòng thì cũng đi thêm là công trình khác ấy thì không có rảnh, thì đến chiều tối như này thì là mới rảnh. Thế là bây giờ là anh làm cái này thì anh vận chuyển vật liệu hết vào nhà thì anh mới làm hay là như nào? Ừ, cái này thì anh sẽ vận chuyển vật liệu hết vào đến nơi xong anh mới bắt đầu làm, là lúc đấy vật liệu vào đến nơi là mình chỉ việc làm thôi. Vâng. Ừ, bây giờ đường xá vận chuyển vật liệu nó khó khăn quá, mình bây giờ vừa làm vừa vận chuyển vật liệu nó vâng. Tốn. Thế thì gọi là trong lúc mà anh đang thi công ấy, thì là gọi là những cái nào mà cần thêm cần bớt thì anh bảo em nhé. Cái ví dụ thí dụ như là về cái phần gọi là rằng nó ví dụ như em cho 4 cây rồi thì ví dụ anh muốn cho 5 cây thì anh bảo em để xem là hợp thì anh em mình cho làm nhé. Thế thí dụ bây giờ anh bảo là bây giờ nhiều quá thì ông sò bảo là nhiều quá thì bảo các anh bỏ bớt đi để lấy sắt làm việc khác ấy. Nhưng mà cái đấy thì anh cũng phải thông qua em nhé. Đấy, tại vì là thực sự ra cũng đều là muốn tốt cho ông cả thôi đấy, nhưng mà sợ rằng có một số cái nó thay đổi thì ông thì không biết về cái xây dựng rồi, có mỗi hai anh em mình biết thôi, thì ông cứ nghĩ rằng là mình bỏ đi thì cũng được đấy. Vâng, thế thì anh em mình chốt đây nhá, bắt tay thêm cái nữa. Vâng, anh anh chụp ảnh lại đấy, làm kiểu ảnh đó anh. Đấy, chứ không sau này mà em có cái gì sai, có cái gì mà gọi là nó sai thì anh lại không có để mà bảo đấy. Em cảm ơn nhé. Hôm nào anh em mình gặp nhau sau anh nhỉ? Rồi, ok. Vâng. Ôi, ông đi đâu rồi Mạnh? Hả? Tráng Văn Khương, e, học đi cơ. Chắc là đến giờ tối sau ấy. Có người gọi điện về là ăn cơm rồi. Thế là anh ở lại không hay là đi về luôn anh? Đi về luôn bây giờ à? Thế thì hôm nào mà xem là được ngày đẹp ấy thì là anh em mình alo xong là đi xuống để mà lên nền đấy nhá. Sáng là 27 nhá. Vâng, sáng 27 à? Ừ, sáng 27 anh xuống. Sáng 27 xuống đúng không? Ừ, vâng.
Vâng. Vâng anh. Đây, ông thì vừa rồi đang cho lợn ăn này các bác này. Còn về cái hợp đồng này thì cháu Đức sẽ vẫn sẽ nói với ông. Ông cho lợn ăn rồi không? Ông cần đèn không để cho lấy đèn soi không? Có cần đèn không để cho lấy đèn soi cho? Hôm đó thấy có một con và hôm nay thấy có hai con rồi không? Cho nó cái xôi luôn nào. Đấy, bây giờ nhà ông thì còn hai con lợn của bác cũng khá là to. Cái ngôi nhà này ông dựng gió to thì sợ nó lại bay tiếp đúng không? Ông rung cái là ngôi nhà nó còn rung hết cả đi rồi. Trứng gà ông để như này thì sợ có phải trộm về trộm đúng không? Ông đã từng bao giờ mà bị ai trộm trứng gà chưa? Trộm đi một lần rồi à? Lên đi 15 cái. Không đi được 2 ngày, không dám ăn thế nào, lấy về cho. Đấy bây giờ. Ốc cú nó lại không nên. Ốc cú này. Trộm đi 15 ngày không? Đi được 2 ngày. Đi được 2 ngày á? Thế là xong lại người ta lại đem về giả. Xong lại đem về giả. Hay chứ cháu đi chữ thu ở nhà. Nó mới đem về giả. Vậy thưa các bác, hôm nay thì xuống nhà của hai ông cháu thì cũng khá là muộn rồi. Đáng nghe là cùng với anh thợ là đến từ buổi trưa đấy, nhưng mà anh thợ cũng đi làm thêm công trình khác, thành ra là chưa thể mà xuống được. Thế thì vừa rồi cũng theo như anh thợ nói là tầm độ bao nhiêu thì là ngày đẹp anh? À ông? Một tuần nữa, thứ hai tuần sau. Thứ hai tuần sau à? Thế thứ hai tuần sau là đến ngày đẹp đúng không? Vâng. Thứ hai tuần sau là ngày đẹp thì sẽ là ngày coi như là đặt móng và khởi công. Nếu mà như mấy anh em thợ cũng không thể mà xuống được để mà hoàn thiện cái phần móng thì là bảo mấy anh em thợ là xuống là làm trước một chút ông ạ. Vâng. Thế vừa rồi thì cháu cũng làm hợp đồng là xong xuôi rồi và cọc cho anh thợ là 5 triệu trước rồi. Đấy. Và đến bây giờ thì sẽ để mà mấy anh thợ vận chuyển là cắt trước. Đấy, còn gạch thì cháu sẽ lấy về sau, còn xi thì sẽ lấy về sau cùng. Vâng. Những lúc mà cháu không xuống ở đây đấy thì ông sẽ là người mà chịu trách nhiệm gọi là xem xét các anh em thợ làm một chút ông nhá. Đấy, rồi thì có như thế nào thì ông bảo lại cháu sửa như thế. Ông muốn sửa như thế nào thì ông bảo cháu nhá. Chứ ông không được là tự ý để mà sửa đâu nhá. Đấy thì cháu sẽ cho ông lại xem lại một cái một lần nữa về cái bản là thiết kế cũng như là mẫu nhà của nhà ông. Đấy. Bây giờ thì chưa làm nhà xong đâu, nhưng mà cháu đã nhận được một cái khoản là hỗ trợ là về một cái giường rồi ông ạ. Đấy. Đấy, còn là về cái giường thì thưa các bác ạ, cháu sẽ không phải là mua nữa, cháu được bà Vương Yên Thanh là hỗ trợ về một cái giường rồi. Đấy, như hai ông cháu thì cháu được cũng chỉ biết là mua một cái giường trước thôi. Đấy, đây là như kiểu cái đây là cái khung làm nhà của nó ông nhá. Còn bên này thì sẽ là một cái một phòng này, hai phòng này, cháu vẫn sẽ làm hai phòng cho ông nhá. Để lỡ đâu sau này mà bố của Mạnh về thì là bố Mạnh sẽ có chỗ ngủ ông nhá. Còn ở bên này thì là ra phòng khách thì sẽ có một bộ bàn ghế này, coi như là bây cháu lại vé tạm đấy thôi. Sau này nếu mà có cô bác anh chị nào mà tài trợ được bộ bàn ghế cho ông thì đấy, đó là tuyệt vời quá ông nhá. Thế thì đây là một cái bàn thờ. Cái bàn thờ này thì hôm nọ thì cũng định là để vào cái phần bên này này cô bác này. Hôm nọ thì cháu lực là để ở phần góc tường nhà vệ sinh đấy, nhưng mà người ta bảo là bàn thờ để đấy thì không có hợp lý mấy, cho nên là sẽ để thẳng từ cái cửa chính cho ông nhá. Đấy, còn hướng bên này thì cháu sẽ vẫn làm phòng tắm cũng như là nhà vệ sinh ở trong nhà luôn đâu nhá. Đấy, còn ở phía bên này là một cái bàn thái. Nếu mà để bàn thái thì không biết là ông có biết không, cái bàn gọi là thí dụ như đây là cái tường ông nhá, thì sẽ đổ ra bên này này. Đấy, đổ ra bên này để cháu sẽ đặt là nồi cơm điện hay là ông sẽ đặt đồ gì đấy.
nhá. Đấy, còn về cái ngôi nhà của ông thì sẽ gồm có là ba cái cửa sổ các bác ạ. Thứ nhất là có một cái cửa sổ ở bên buồng ngủ, và buồng ngủ thứ hai, và thêm là cái phần từ cửa chính vào nữa, thì sẽ có một thêm là cái cửa sổ nữa các bác. Còn vừa rồi đây là cái mẫu nhà mà cháu được thiết kế ra. Còn về ra phiên này là cái bản 3D khi mà dựng lên, các bác không biết là các bác có nhìn thấy không. Đây là về cái bản thiết kế 3D được hai chị là Nguyệt Thúy là gửi tặng cho cháu Lực cô bác nhá. Đấy, ở trong nhà thì nó sẽ gồm có đồ đạc như thế này là ông ạ. Đấy, ở trong này này. Đấy, đây thì có một giường, hai giường và thêm đây là một tủ. Mỗi phòng sẽ có một thêm một cái tủ nữa. Thế thì đến lúc đấy xem là cháu làm thêm cái kinh phí làm nhà của ông dư ra bao nhiêu thì cháu mới biết là mua sắm về cái phần nội thất sau. Đấy, bây giờ thì trước mắt là cháu sẽ cố gắng là hoàn thiện cái phần khung ngôi nhà của ông lên đã. Đấy, hoàn thiện khung với lại hoàn thiện ngôi nhà đó. Thì rất là mong sẽ được sự đồng hành của tất cả các cô bác anh chị ở trên kênh là cùng chung tay giúp đỡ cho hai cháu có một cái ngôi nhà kiên cố. Hiện tại thì cái phần kinh phí thì vẫn còn là chưa có đủ đâu cô bác. Rất là mong sẽ được sự đồng hành của các bác rất là nhiều. Thì có lẽ là hôm nay thì cũng khá là muộn rồi. Chắc là cháu Lực cũng xin được là kết thúc ở đây thôi cô bác. Hôm nay xuống thì cũng chẳng có hộ được ông là đào thêm cái phần nhà nữa. Thì để ngày mai tiếp tục là xuống là hộ ông sau. Đấy, nếu mà như mà cháu không xuống thì ông cũng tự đào nhá. Đừng có đợi cháu xuống thì mới đào nhá. Không là có cháu thì ông mới đào thì đến lúc đấy thì không biết là bao giờ mới xong. Tại vì là cháu còn phải bận thêm là một số công việc nữa. Cứ đo đạc cho ông mọi cái rồi thì gọi là cái phần nền nhà ông thích đào như nào thì là đấy là đào của ông. Đấy, nhưng mà ông vẫn phải là đủ đảm bảo là đủ cái chiều ngang với chiều rộng của cháu là được rồi. Đấy, ông đào rộng thì sau này sân của ông sẽ rộng, ông đào hẹp thì sau này sân của ông sẽ hẹp. Đấy, cũng có rất là nhiều các bác là mong muốn là ông ra đường lớn để mà ở đấy ông ạ. Nhưng mà thứ nhất là chắc là ông chưa có duyên. Đấy, bây giờ các bác cũng mong muốn là lo cho cái tương lai của Mạnh về sau. Đấy, nhưng mà bây giờ trước mắt thì là cái lo hiện tại đó, còn tương lai thì cháu cũng chưa thể mà nói được. Đấy, thức phim này thì cũng khá là dài rồi. Chắc là ba ông cháu cũng xin được là kết thúc video này thôi các bác. Và hẹn gặp lại quý ông bà cô chú anh chị ở sống tiếp theo trên kênh bản em. Xin chào các bác. Mạnh gửi một lời chào tạm biệt tới các ông các bà nào. Nào, bỏ mũi ra xem nào. Xin chào tạm biệt các ông các bà. Bye bye. Đấy, ông gửi một lời chào tạm biệt tới các bác không? Tôi xin chào các chị các bác. Nha. Trên tay cháu Lực thì đang cầm những cái cốc, những cái ly mật ong mà vừa rồi cháu Lực rót ra. Thì cô bác cũng đã cảm nhận được là cái vị đặc sánh của mật ong là như thế nào. Đấy, còn ở phần bên này là mật ong khoái rừng cô bác này. Đấy, mật ong khoái rừng thì bà con phải đi lên trên tít rừng già khai thác về thì mới có được cô bác. Đấy, còn ở phía bên này là chè cô bác này. Cô bác nhìn cái màu chè thì một màu vàng rất là đẹp luôn cô bác. Bên này là mật ong bạc hà, là mật ong rừng và mật ong khoái rừng. Kèm theo đó thì cháu Lực cũng có cái măng trúc rừng này cô bác. Măng trúc này thì được bà con đi trên rừng già khai thác về mới có. Ở phần bên này thì mảng Tây Bắc thì mới có măng này cô bác ạ. Đấy, ở bên kia là cái gói chè mà cổ thụ San Tuyết Hà Giang cô bác.